Mày đang online đấy, Cái đít lại. mày 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 đang nói giữa hàng ngàn YouTube ấy, hàng ngàn người trên YouTube đấy. Ôi, cái kênh của mày đéo ai xem. Thế giờ mày có thể nhìn đấy, mày có thể sủa có gì cho mọi người biết là mày quần phò Hiểu ngu vậy luôn. không? Sủa có gì tiếp đi, sủa tiếp đi, Thì mẹ hiểu. sủa tiếp đi. Thì mẹ hiểu ship. Thì mẹ hiểu shipper. Đúng rồi, mày quảng cáo cho tao cũng được. Tao quảng cáo cho bố mày, tao quảng cáo cho mày. Cái kia ta búp cho chúng nó. Vãi luôn, sao tim kiểu gì đây? Vãi lồn, thằng nào đi mid? Who mid? Who mid? Tell me who mid? Who want to mid? Nhìn cái map là biết rồi. I'm mid, ok. Fuck you, PA, go, go, go somewhere else. Đéo. Need a true carry. Đấy, cái game này, Omni sẽ là carry đích thực của game này. False carry. Có ghi thế thật đi. Có ghi tưởng thế thật đi. Thôi thế là thua đấy mày à? Rồi À ok. không, thực ra thì con Riki trên top được. Riki how hoặc sao sao who gonna solo top offlaner, who gonna be offlaner. Dự đoán thì chắc là Azure thằng Kunka solo. không, team mình cơ mà. Thì mình làm gì ai solo? Phải là Prepare for battle. À, quên tao đi mid nhỉ? Tan go. Tan fucking go. gì này đấy. Ok. The all-knowing one Vegas. guides me. Mua đồ gì cho trông nó như pro nhỉ? Mẹ Mua thêm hai cái cỏ cắn đấy. trông pro vãi rồi. Thịt mẹ 55 đam. Tí nữa đéo có đam đánh creep. Pro last hit cần đéo. Giỏi. Yes. Con này chơi như nào? Mày lên mày mày rush Battle Right Fury rồi mày lên con mẹ nó để show ấy. Đi mid đéo ai cần Fury. Phải để sâu Mày luôn. carry nào cũng cần đồ farm mà mày. Nó sắp tại bao nhỉ? I'm Tại fine vì with waiting and all, but let's go. go. À cái bàn phím này nhẹ quá mà. Tao dùng Red Quick mà. Bàn phím loại nhẹ nhất. 30 seconds Nhẹ to nhất là dễ dễ nghịch ngu ờ nhất. đúng. Of the veil. My Oh path yes. is clear. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Cái Oh đéo gì kìa. yes. Oh. Flanking. Boom. Oh, ôi trời, đúng hai thằng luôn ạ. Oh. Oh. Bốn thằng đấy The đéo phải all-knowing one đéo phải đi protects đâu. us all. Oh, thôi run top free rồi. The battle starting. Rồi sao không thế nữa. Thôi, phân một lút. First blood. But I will not. Rồi. First mất mẹ cả hai rune. Ta mất mẹ nửa bình mana rồi. Mất mẹ hai rune nữa rồi, ôi Riki bot. Riki bot. Scouting the way. Con này nó còn đéo thèm chặn cơ. Immortal Armor. Sao bị deny rồi. I'll not falter. Tao biết là con Riki nó ở đây mà. Strength guides me. Say your prayers. Ôi, Healing thục shock. Omniscient light. All is known. Advancing. At the Vanguard. Guiding light. In the Vanguard. Ôi mẹ, stun hết.
I'll take point. Fighter. Tôi xong bỏ mẹ rồi. I stand for the light. Smite. And ignite. A narrow path. Forward march. Anh Tìm rồi. Regeneration. Thôi đi mẹ. Tao chết rồi. Mày chết rồi. Ừ vậy đã. Chị ơi, mày nó có tê lê à? O O bot. Tao phải mua đã. Mày solo bot à? Ôi trời ơi, tôi buồn quá. Ném dao nhiều vào, mày sợ phí mana. Sợ lắm. Mẹ mình cái con cần ít mana nhất game. Mẹ sợ đéo. Their blades will break upon us. NP đi rừng à? Chắc là rừng, rừng nào. Đi cắm con gót lên xem nó rừng nào. Fear not, my friends. Mày đi vào đấy. Sao lại chạy ra đây nhỉ? Sao lại chạy ra đây nhỉ? Ok, đi mẹ. Tao không hiểu tại sao tao lại chạy ra đây. I'll not falter. Mày làm con Phúc nó bối rối. Bối rối đấy rồi. Làm nó lùi mẹ lại. Đấy là tao cho mày cơ hội để mày farm. Nó không đi rừng ở đây đâu, nó đi rừng ở bên mình ấy. Tao không biết được. Đi đâu cắm hết cả hai. Yes. I bring the light. Phúc tuổi lồn ăn phê à? Bố mẹ bảo tuổi lồn. I am humbled. Scouting the way. Missing it all. Okay. Oh yes. Oh yeah. I am needed. This should make my life easier. Kêu mày bệnh quá. Advancing. By your grace. Strength. My path is clear. Missing bot này. Thấy rồi. Ricky nó có thể nó đang đi lên đấy nhá, đánh nó bây giờ mà tặng. Thằng support nó chạy ra mid mà nó đeo cắm cho cái watt thôi. Cắm watt ở trên ơi, chứ tao cắm watt thì chỗ mày đeo cắm. Chỗ mày đeo cất cắm. Mày phải cắm một con Senchi giữa sông cho tao đi. Bố mày cắm mẹ Senchi ở đây. Đéo cắm chỗ đấy. Ê, cả cái bồn đồ của tao. Ôi. Hãy cả đái. Một cái sớ Soaring với một cái. Có Soaring đúng không? Còn chẳng có Soaring. Chẳng biết mình đấy. Cắm bớt ở đấy thôi. Slada đang lên mid nha. Có tặng tẩy hơn mid này. Nailed it. In the playing of the night. In the night of the playing. We got my shadow ring. Phải không đi đâu chứ? The all-knowing one protects us all. I journey on. Có gì tao cầm sẵn tê lê tao lên giúp luôn. Đấy. Tao đéo thấy chúng nó đâu ấy. Mid đây này, Sla, Sla on top, Sla going top, Sla going top. Will break up on us. I shall use it wisely. Ow.
strength guides me. My ceiling. Sla đang lên đấy nhá. Giết mẹ Sla luôn nhỉ. Đéo xong lên thật. Omniscient light. Úi giời, crit. Đau. Còn tao lên không? Lên khẩn trương. Ôi tao. Thôi chết hết rồi. Tao ra đây. I stand for the light. Tao mày luôn. Đúng rồi, chạy đi ra đây, đúng rồi. Cứ chạy đường ấy, tao đây. I'm coming. Mày mua gì? Ok mẹ. Ngủ đâu chạy. Sống được đi đâu thì sống đi. Đừng chạy đường đấy, tao chạy không kịp. A narrow path. Vãi luôn Ricky. Tránh cái này tao gặp thằng kia. Yes. Mày bay thế, tao chịu mày luôn. Bố mày thoát, thế rồi. Tao cần cái tango xịn rồi, tao chặn, tao đặt một cái cây rồi. Rồi, thôi xong rồi, chặt cây, đúng rồi. Về. Chỉ vì cứu mày. Nhớ liên quan, tao chưa gặp mặt mày. Rồi mày thấy tao rồi đấy, mày thấy tao chết. Ôi máu ta. Đây. For your glory purification. Cái đít mẹ. Hồi máu ấy, mẹ cần máu nữa, tao hồi phát nữa. Cắm con Senchi ra được. Giờ mít không cắm được con Senchi. Ôi mày làm đéo kiểu con Senchi đùa tao à. Tao crit và crit lắm đấy. Mày bị cái đéo đi. The all knowing one protects us all. Kiểu phát cờ vào crit thì cũng phải crit. Nó mới chịu được nhở. I journey on. Đang buổi sáng à? Ta tưởng buổi tối. Bốn phút rồi my friends. Our guardian is here. Oh. I'll take point. Mẹ mày level 4 nữa thôi, tao lên tao hút level thì. Để con đi xa farm cái kia level 7 đấy nhỉ. Con vung nó này đấy hay nào? Nó không bị cooldown hay sao? Không. Gì không bị cooldown, cooldown nó nhanh hơn cooldown. Cooldown tao có 6 giây. Radiant structures have been fortified. Đâu của nó làm gì tốn mana. Ít vãi cả liền. Phải đấy. Tao thấy. Tao chơi book mà. Tao thấy cái này nó quá ít ba. Will break upon us. The righteous. Missing middle. In the vanguard. Fire. Okay. Wow, wow. The all-knowing one guides me. Fat. Có gì tao nhảy vào người nó, mày bút máu tao nhé, tại tao còn nửa cây. Omniscient light. Be well. Úi xôi. Dead. By your grace. Úp cây hộ bố mày cái. Double kill. Ờ đây máu đấy. Có thằng sắp vô đây. Đây tao máu đâu, để tao máu. The enemy's bottom tower is gone. You did the right thing. Chạy đi. Fails me. Đi về mất tao à. Nếu mà sao cứ đánh con người chúng nó lại ra cưới. Your middle tower is under attack. I am needed. Vui tính vậy rồi. Còn đấy tao vừa hồi máu xong thì con Ricky nó hiện lên. Your middle tower is under attack. Hồi máu đau lắm.
tao cứ chém người mà lại ra crit. Ba phát crit chết ba thằng. Có khi cầm đớt còn hơn smoke nha. Sanchi. Tuy trường hợp mày muốn úp nó hay là mày muốn bị phản công ấy. Tao nghĩ là tao sẽ cứ chơi cẩn thận. Vãi luôn. Nó chơi Dota suốt rồi. Nó chơi Dota từ mùa 4, 3, mùa 4. This should make my life easier. A narrow path. All wands will break. Defy my shadow, kill my witch. All is known. Yes. Hết Tenchi rồi. Còn con nào không cắm ở đây? Your middle tower is under attack. Healing shock. Yes. Mega kill. Mày cắm con Tenchi kiểu gì á? Vãi cả đã. Healing and arm. I would panic. I journey on. Đi ơi alo. Dire snow modified their structures. Vào. Ôi, mẹ từ từ. Mẹ mất thời gian quá. In the vanguard. Đi mất thời gian. Đợi tí, đợi tí. Họ bảo thằng quân. Quân này, quân này. Thằng Dũng nó gọi gì kìa. Có vào không? Thằng Dũng gọi kìa. Gọi cái đéo gì? Tao vừa bị đít ra vì cái trò gọi. Omniscient light. Don't let your middle tower fall. Nói chung nãy giờ anh em bị đít là tại nó thôi. Cái đồ này. Mày đau quá đây. Quay lại mà đánh nhau luôn. Đéo. Bố sau mày. 2 đánh 1 không chột quẻ. Bố sau mày bố búp cho mẹ sợ đéo. Mày để làm đéo gì đâu. Sao tao lại thắng 2 em đi? Mày búp bố được cái nào chứ? Rồi mẹ mày. Rồi búp cho mày repel lúc mãi gì á. I bring the light. Đẩy mẹ đi. Đẩy đi. Ăn run run đã. Run tiêu chưa này. Cái xưa này. Cái đéo gì vậy đây? Yes, sir. Vào rừng người ta. Từ. Đi. À thôi, thôi không không phải vào rừng. Nữa. Tao thấy thằng kia rồi. Thằng Dũng nó cứ gọi 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 khó chịu quá. Strength. Đấy đi, tao cho mày repel này. No sorcery avail. Tao cho mày repel để mày đẩy nhưng mà mày chạy. As you will. Không, tao lấy repel để chạy. Illusion. My path is clear. Bắc đang xuống nhá. Bắc bot, bắc bot, bắc bot. A narrow path. Bắc sợ đéo ăn bắc. No they all meet. Bắc. I stand for the light. Know your place. The armor of omniscience. All is known. Guiding light. Flanking. The all-knowing one guides me. Quá thằng Dũng này. The enemy's top tower has fallen. Scouting the way. Fear not, my friends. Our guardian is here. Look away. I'm dead. Is it over? Charge! Killing spree. The enemy's bottom tower has fallen. That one's not coming back. Huh?
cái lơn gì, khổ quá, eo gọi khó chịu nhở. Bố mày đang đánh. Chết con bà đã rồi. Chết con bà rồi, mẹ vì kết quả ấy đang định bấm repel người đằng kia bị ao ra ngoài vãi cả đái. Đời mờ. Bố đây máu bố cái đéo gì hả? Bố mới đang có hiệu ứng hồi máu từ nhà chính từ Fountain, bố phải bày bố chứ. Mà kéo thằng kéo mà nó sẽ nó trả trở lại được. Chúng nói cặc gì? Thảo cần mana không? Có xong chưa? Đi theo, bu máu ta. Quay lại. Quay cái đéo, mày không thấy mày có repel sợ đéo gì? Ôi trời ơi, team 3 4 đứa phép mà có repel rồi sợ gì? Đó chưa? Hết repel rồi. Đánh quay lại đánh, ok. Ok. Lấy đồ đã. Hết luôn. Hết tao chưa? Đánh đi, tao có mỗi mình tao bị ấy thôi. Đang đánh. Đúng rồi. Chặt cây. Ok. Cái bít tại Medusa ghé bố, lại không còn giữ em là cản nữa. Không có gì ngồi ngu bằng cái câu cái này. Ơ đi mẹ, thằng Dũng làm gì đấy? Thằng Nghĩa làm gì đấy? Ok, xịt vẹn đéo tới. Bốc rồi. Đẩy mít mẹ đi, khổ quá, để mình con kia đẩy mít à. Mà con kia bút lẹn không biết bật quy lên nữa. Hồi máu. Mẹ mình buồn cười. Ơ đâu Blink kìa bạn ơi. Tao tao hơi cái hết cái. Nếu tao quan thêm bằng nào vẫn 5-1 mà. 5-1-4 rồi kìa, 5-1-0 rồi mà. Nhảy. Buồn quá chúng mày ơi. Ừ. Kéo quan tâm. Rank Dota trong bọn lớp tao nó cao quá. Ừ, mày noob thì cứ nói mẹ là noob đi. Trường bọn tao đéo ai Dota. Ờ hình như trường mình đéo ai Dota nào ấy. Thì mẹ hồi mỗi cái máu đéo xong thì mẹ nhìn là Nghĩa hồi máu nó cứ đù đù đù. Máu thiếu vẫn Nghĩa vẫn đang hồi ấy. Đấy mẹ hồi máu như thế mà. Này, cho mấy này luôn, bay vào, repel. Cái đéo thì repel rồi, đéo. Này. Siết. Đéo gì nữa. KS. Đằng sau mày. Của bố. Đánh nó. Ôi máu tao. Tao hết mana rồi. Đấy, có thằng kia hồi đéo cả nữa. Mẹ chuẩn bị chết này. Cản bố hộ cái. Bố vào lấy tư im. Hồi mất mẹ ấy luôn. Thôi đi ra đi. Đây mẹ Curry. Ôi giời mẹ, ơi, đúng quả Curry. Đúng một Fury đâu, địt mẹ khỏe vãi cả đái à, đéo biết dùng. Tao thể nhìn thằng Nghĩa nó cứ hồi máu mà. Ao! Thằng nào có con có cái loading screen nào đẹp đẹp ta? Loading ta. Nhá, loading screen nào đẹp đẹp tao. Loading của ấy là đẹp nhất. Có nhưng mà hầu hết của tao đều không gửi được. Mẹ đéo cái được. Không đỡ à? Thôi bỏ đi, đuổi nó ăn đi. Từ, đừng im thằng kia. Đấy. Cản bố mấy hồ ca. Đau quá. Cản rồi đấy. Rồi, cản rồi đấy. Cản bố mấy hồ ca. Thế mà vẫn đéo cay được phát nào.
Chả ghé được pha nào. Ôi giời ơi, 20 phút rồi đấy. 20 phút ạ. Lẫn đeo KS được. Chán quá. Trưởng thằng nghĩa bựa quá. Nó bắn phát tụt mất nửa cây. Đánh nhau đéo. Cái đấy tụ càng tụ càng đau. Càng tụ stun càng lâu. Ờ, kinh vãi. Cháo gì kinh. Stun chùm nhá. Chỉ máu mất mẹ nửa cây. Tao vào crit phát toàn luôn. Toàn cả lũ luôn. 300 dam magic. Xong nó hồi máu từ từ. Tao hết mana, tao đi về đây. Thì thôi. Blades will break up on us. Ờ, gì? Ông cho hiếu nó cầm Omni này vẫn thắng được cơ. Omni này hơi bị khỏe. Sao thành nó cầm Omni là nào rồi. À, hết mana này. Ơ, Kimmy. Cái con có xưởng hồi mana AOE thì cần gì đây? Tao cần máu ra đây tao búp cho. Có Fury xong tao trả gần máu rồi. Ờ. Trả gần mana. Ờ. Cái Immortan của nó đẹp nhỉ. Đẹp. Ờ. Thôi bỏ mẹ rồi, tạm biệt mọi người. Tao tưởng chúng mày ra. Fast travel. The photos. Khi không lên kịp đi phu thì làm sao mà cover được con. Thọt bỏ mẹ ngồi đây đi phu. thọt như chó như mèo ngồi đấy mà đi phu. Cơ bản nó gấp PA của tôi em ạ. Ờ. Ricky đi bot mà. 92928. Ricky đi bot mà. Con số nó lên tất cả. Tí tôi vào để cho hết game một chút. Có khi trận sau tao không chơi mày vào đánh thay tao. Mà 4 thằng không đánh rank nữa. Mày vào thay tao thì 3 thằng là đánh rồi. Ai mày thích chế độ Burton? Sao mày không chơi? Không, trận sau chắc tao nghỉ. Tại sao lại nghỉ? Tao không biết. Tại vì bạn ngu à? Đau. Khả năng là do Tao sợ trừ 1. Có dũng mà là sợ. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Quả đấy chỉ đứng trong khói con đấy 90% mít. Quay lại đây ơ kìa. Mày chạy đi đâu nhỉ? Quay lại đâu? Quay lại đâu bây giờ? Ngu thế nhỉ? Con này nó có blink. Ngu thế nhỉ? Con này nó có blink. Chạy cái đéo ấy. Một thằng tê lê, hai thằng blink. Bố vẫn chưa ké được mạng nào. The enemy's top tower just shattered into little pieces. Feeling shock. Your bottom tower is under attack. I guess Radiant fortified their structures. As you will. Bọn này đéo có một cái đồ phòng thủ nào mẹ. Trừ thằng Kun Ka. Mà Amlet mà gặp thằng Nghĩa coi như mất điện rồi. Đi lên. Cứu tao. Mày chết bây giờ mà. Khoảng 3 giây nữa mày chết. Không cứu được. Ôi dồi ôi may thế, hồi máu được gấp đôi thằng ngu. Ôi, thằng Nghĩa búp cho tao cái máu giả, tao nhảy vào combat, tao có tưởng xong. Hết combat, tao lần rồi chết. Mày ăn nhiều đam quá. Cả team nó đánh tao, team mình có bị đánh phát nào không? Ăn nhiều đam quá, rốt. Ôi dồi ôi, tôi đi chết, địt mẹ. Đâu mấy búp gì nè. Ôi trời ơi mệt quá.
ุ๊บแล้วกาแฟกาแฟด้วยกาแฟดิกาแฟดิกาแฟนังฮิตมานาหน่อยกาแฟกันเดี๋ยวงี้เดี๋ยวหุ่ยเมาเดี๋ยวงี้หุ่ยเมาเรียกโดนกักอ่ะเอ้ยผมจะเอาไม่รีเปลไงเดี๋ยวตาเดียวหุ่ยเมากันใหม่ละเฮ้ยโน้ตกิมมิดดีใจอะไรทำสิโอเคทางไอ้บินูบ่ะคิวนอทีมไม่ไปเช็ดตาแล้วเช็ดสวยโอ้ยฟาดกริดโอ้ยโอ้ยเดโซใหญ่ดำโอ้เทที่หอยแซวThe enemy's top tower had to go. In the vanguard, no sorceries avail. The enemy's top tower. Đau vãi lời. Đít mày đau vãi lời. Đít mày đau vãi lời. A narrow path. Enemy's top tower drop like some stupid hot thing.Đi mẹ có mỗi cái nhạm KS chó. Vừa mới lên carry. Ôi xong rồi bỏ mẹ rồi. À. Sao bạn ngu vậy? Bạn đang lên carry nhá, thịt mẹ bạn. Này tao vào đi khang nhá. Tao muốn thấy. You bought a tower just fell. Maybe you shouldn't look. Tao tưởng mày chơi Dark Soul.Phải ở dưới tên lê. Cam đéo rồi, mẹ. Mắt không có, Sanchi không. Đéo hiểu. Cái đi. Sao bắn hết hơn người ta. Sao nó còn đi đáp mày cơ, ngu. Retribution.Rốt. Yes. Bố mình đi farm rừng đây. The omniscience knows you're alive. All can be covered. This should make my life easier. I bring the light. Advancing.Chúng mày thứ hai phải đi học chưa? Tao đi học từ lâu học rồi. Học gì? Bọn tao còn tao thì đi quân sự mà. Mà cũng là cuối tuần tao. Immortality. I am needed. Tao lên carry đây.Rush, the all-knowing one. Rush Radian. Ai mày cầm đồ? I'll not falter. Ryu con gà kìa. Gà cầm đồ kìa. Tao thề cái hồi máu của tao có tác dụng hơn này rất nhiều. Không, mày nhìn máu tao đầy rồi. Tao hồi vắt đầy luôn. Nó phải mất thời gian nó mới đầy. Nhìn tao hồi máu ấy này. Nha nha.Ví dụ nó kết hợp với những con như con thắt ca thì mày hiểu như nào vậy? Tao đều thấy có tác dụng gì cả. Máu càng thấp ném càng nhanh. Thì ai bảo?
mắc rồi, khác lần được mắc rồi. Với 5% là mắc rồi. By your grace. Ta biết ngay mà. Wow. Repel đó, repel, repel. Xin lỗi mày. Tao phải sống. Tao phải sống. Tao. Quân ơi. Ultra kill. Tao tài khoản của mày đâu rồi? Killing spree. Ờ, Dota. Ờ, lấy quân 2104. Report. Thế thôi. Ok. 4KS Rampage. My path is clear. The enemy's bottom tower is down. Protects us all. The enemy's middle tower won't be making any more appearances. Fear not, my friends. Our backs are secure. Ôi dồi ôi, đau quá. The enemy's bottom barracks are full. Theo đi mượn tài khoản mấy thằng lớp chơi mấy game đời mới như nào? Mình nhà nghèo. I welcome. Sister of the Veil. Frosty. Frosty. Never die. They just fade away. Đánh nữa không hay là nghỉ? Mấy giờ rồi? Tao. Thôi tao nghỉ, tao nghỉ. Nghỉ sớm ấy. Ừ. Đi tắm. Say what?